Vâng, em xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Như các bạn thấy đây, bãi xe nhà em thì có rất nhiều những cái dòng xe ở nhiều phân khúc khác nhau, từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Và có tất cả các dòng như Toyota, như Hyundai, như Ford hay là những cái dòng xe Kia. Vậy thì bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu mà quan tâm về những cái mẫu xe bên em thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Đấy, đây là những cái dòng xe như hatchback Morning i10, những dòng xe 7 chỗ như Innova, Ford Everest hay những dòng xe máy dầu, máy xăng thì em đều có hết. Và hôm nay thì Tuấn Anh sẽ xin phép khoảng tầm 25 phút Tuấn Anh sẽ báo giá tất tần tật những cái mẫu xe bên em. Và bà con nào đang có nhu cầu quan tâm thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Bà con đừng quên bấm cho em một lần like, một lần đăng ký kênh, bật chuông thông báo nhanh nhé. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì Tuấn Anh sẽ đi vào báo giá chi tiết từng mẫu xe một cho bà con. Nhiều bác hỏi em là có Innova là hơn 100 triệu không? Thì đây, hôm nay em có một chiếc Innova 2007 bản G, số sàn, máy của nó là 1.2.0, đã được lên full kịch đồ rồi. Xe các bác thì máy thì cực kỳ chất, đăng kiểm tháng 7 năm 2023. Con này thì biển Hà Nội nhưng mà em đã rút hồ sơ rồi. Về thì các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi, đăng kiểm tháng 7 năm 2024. Giá để cho anh em đâu đó khoảng tầm 150 đến 155 triệu đồng. Bà con các bác chị em nào quan tâm về chiếc 2007 mua về chạy dịch vụ thì khá là ok, một cái mẫu xe khởi nghiệp mà giá chỉ có loanh quanh tầm đâu đó khoảng 150 thôi là bà con đã mua được cái chiếc xe Innova 2007 số sàn. Con này thì máy cực kỳ chất luôn nhá. Ba dàn điều hòa rồi, la răng đúc rồi, nội thất ghế da rồi. Máy thì cực kỳ ok, hồ sơ cầm tay rồi, không phải chờ lâu nữa, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Mía trong đây sẽ là một chiếc Innova G2009. Con này thì cam kết cho anh em là không taxi, không dịch vụ, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, gốc Hải Phòng luôn. Con này thì đang đeo biển 15A07335, đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Xe của nó thì cực kỳ đẹp, nguyên chất luôn. Con này hiện tại bên em đang bán tàu đó khoảng 225 triệu đồng. Nội thất của nó là ghế da nguyên bản, vô lăng đẹp, cộng với lại chất lượng xe thì cam kết cho anh em khá ổn định, không lỗi. Với cái tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 225 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc Innova 2007G. Karian là một cái mẫu xe cũng khá hợp lý. Đây là một chiếc Karian 2016 phiên bản số sàn. Máy của nó là một chiếc xe 2.0, tư nhân chính chủ, biển Vĩnh Phúc. Cái này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 270 triệu đồng bà con nhé. Fortuner 2010 phiên bản số sàn, phiên bản số tự động. Con này là bản 2.7, con này là số tự động 2 cầu 2010, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi khá là ổn định. Và đặc biệt cái dòng này nếu như so về 7 chỗ thì đây là một cái mẫu xe gia đình khá là chất lượng và cực kỳ rộng rãi. Giá để cho anh em đâu đó khoảng tầm 330 triệu đồng, đăng kiểm tháng 7 năm 2024. Bà con có thể sở hữu ngay trước Fortuner này, rất là đẹp cho anh em. Tiếp tục ở đây một chiếc Innova 2006 bản G, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Con này thì biển 208G, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, một chủ từ mới, biển 1396. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là 229 triệu đồng bà con nhé, 229 triệu đồng. Một chiếc xe bán tải màu đồng, đó là một chiếc Ford Ranger, một trong những ông vua bán tải. Con này thì sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, máy dầu 2.5, nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Chiếc xe đang đeo biển 98C của tỉnh Bắc Giang. Con này để cho anh em đâu đó khoảng 260 triệu. Tiếp tục là một chiếc Mitsubishi Zoni sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn, máy của nó là 2.0, bản 2.0 bản thiếu. Con này thì chưa lên turbo nhá, đăng kiểm tháng 7 năm 2024. Con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 79 triệu đồng, đăng kiểm tháng 7 2024. Một mẫu xe số tự động Chevrolet Vivante sản xuất năm 2008, phiên bản số tự động, máy 2.0, tư nhân, biển Cao Bằng. Một mẫu xe 7 chỗ mà giá chỉ có 145 triệu đồng thôi, đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Màu đen rất là đẹp, 7 chỗ dành cho anh em nào thích đi dòng 7 chỗ hoặc đi 5 chỗ ngồi rộng rãi. Ở đây em đang có một chiếc xe dây. Con này thì nói thật với các bác, bác đến xem xe thì em mới bán nhá, còn đâu không xem xe thì em chịu thôi. Con này 15 triệu cho anh em, 15 triệu nhá, 15 triệu lấy xe tại bãi luôn. Một chiếc bán tải, con này là bán tải Proviac. Con này thì sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, sản xuất năm 2011, máy dầu 3.2. Nói chung là xe thì xe hàng, gọi là hàng của Việt Nam thôi, lắp ráp thôi. Con này thì hiện tại là bên em đang bán đâu đó 145 triệu đồng, tên tư nhân, biển Thái Nguyên. Chạy rất là chất, con này thì cực kỳ đẹp, nội thất thì cực kỳ ok cho anh em luôn. Con này rất là chất luôn, máy thì của nó 3.2, được cái số sàn 3.2 và máy dầu, nên là con này thì rất là khỏe cho anh em, để cho anh em đâu đó khoảng tầm 145 triệu đồng.
Hyundai Tucson sản xuất năm 2000 bao nhiêu ạ? Hyundai Tucson sản xuất năm 2010, bản full, con này là bản nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 2.0, full cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Con này thì rất là đẹp cho anh em, cam kết cho anh em biển số cũng khá là đẹp, chính chủ biển 15A17333. Này để cho anh em đâu đó khoảng 370 triệu đồng. Vâng, một chiếc Innova 2015 phiên bản số sàn, máy 2.0 bản E-Sit. Con này là tên tư nhân biển Hà Lan, màu vàng cát. Đấy. Bà con cô bác chị em nào quan tâm về chiếc Innova 2015 số sàn 2.0 bản E-Sit. Xe đẹp không lỗi với tầm giá có 342 triệu đồng thôi. 342 triệu đồng đã có màn hình Android đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Một cái mẫu xe khá là chất lượng cho anh em và quý khách hàng. Với tầm giá này thì anh em có thể sử dụng ngay chiếc xe 7 chỗ này và chạy gia đình, chạy dịch vụ thì khá là ok với giá 342 triệu đồng. Biển bà Hà Nam bà con nhé, rất là đẹp cho anh em này. Fortuner 2011, con này thì cũng là động cơ máy xăng 2.7 2 cầu, số tự động, biển Hải Phòng. Con này hiện tại đang kiểm tháng 5 năm 2024, màu ghi xám. Con này hiện tại bên em đang bán là 350 triệu đồng bà con nhé. 350 triệu đồng một chiếc Fortuner 2011 máy xăng 2 cầu, số tự động. Innova 2000 bao nhiêu? Innova 2009G, con này thì nó có qua taxi, có qua dịch vụ đổi màu. Con này thì trước đây là màu xanh, bây giờ là màu vàng và về biển Hải Phòng. Con này hiện tại bên em đang bán đôi loanh quanh đầm 200 triệu, hơn 200 triệu tí bà con nhé. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Gentra. Con này thì nói thật với các bác, đó là nếu như chúng ta có tầm tiền loanh quanh hơn 100 triệu thì anh em sở hữu mẫu xe này là quá ok rồi. Gentra 2010, tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới biển Thái Bình, 17A0780. Xe thì trang bị màn hình Android sơn si thì cực đẹp cho anh em. Máy gầm thì đại chất, con này hiện tại đang kiểm tháng 5 năm 2024 và giá của nó thì để cho anh em đâu đó khoảng 125 triệu, bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. Một chủ từ mới luôn. Mazda PT50 sản xuất năm 2013 phiên bản số sàn, số tự động, máy dầu 3.2 2 cầu. Con này là gần như là bản cao cấp nhất. Con này hiện tại cho anh em đâu đó khoảng tầm 330 triệu đồng một chiếc Mazda PT50 2 cầu, số tự động. Đấy. Một chiếc xe máy dầu, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Con này để cho anh em 330 triệu đồng, anh em có mua chiếc xe này không? Nếu anh em nào cần bán tải thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho anh em. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Grand i10, con này thì sản xuất năm 2017, tên tư nhân chính chủ, biển Hải Dương, 34A69794, màu trắng, bản Bayform mới Nhật 1.0 nhập khẩu, đăng kiểm tháng 7 năm 2025 với giá bán là 235 triệu đồng con nhé, 235 triệu đồng. Tiếp tục thì đây em đang có một chiếc Vios E2015, biển Hải Phòng, 15A19487. Đăng kiểm tháng 4 năm 2024, màu đen xịn không đổi màu. Này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá chỉ có 270 triệu đồng thôi. 270 triệu đồng bà con các bác chị em đã sở hữu được chiếc Vios E2015, máy zin, keo chỉ zin không lỗi nhá, màu đen xịn không đổi màu luôn. Xe thì cực kỳ cứng xe cho anh em nhá. Hoặc là một chiếc Vios G, con này thì 209 nhưng vẫn bán với giá 265 triệu. Thực ra giá thì nó không phải cao đâu, nhưng con này thì anh em nào quan tâm về chiếc xe số tự động đời mà 209, hoặc là quan tâm về số tự động mà cái tầm tiền nó chỉ có hơn 200 triệu thì em nghĩ đây là một chiếc xe hợp lý cho anh em này. 209 số tự động, máy xăng 1.5, đăng kiểm tháng 4 năm 2024 với giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 265 triệu đồng. Hyundai Grand i10 biển 35A1883626, sản xuất năm 2015, bằng bay số sàn 1.0 à 1.2 sedan 2 đầu nhập khẩu, đăng kiểm tháng 3 năm 2024, màu bạc trung tính nguyên bản không đổi màu, hay để cho anh em đâu đó khoảng tầm 220. i10 2016, con này thì i10 2016 số sàn, máy 1.0, nhập khẩu nguyên con của Ấn Độ, xe không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, biển 36 của tỉnh Thanh Hóa không đổi màu luôn, để cho anh em đâu đó 195 triệu đồng. Mazda 6 2017 phiên bản số tự động, máy 2.0, sản xuất năm 2017, số tự động, máy 2.0, xe thì gốc thành phố, anh em đã rút hồ sơ rồi, về thì các bạn chỉ việc bấm biển vào tên thôi, với giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 490 triệu đồng một chiếc Mazda 6 2017 số tự động, máy 2.0 của con nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai i10 2016 biển 15A31193. Con này thì tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, để cho anh em đâu đó 285 triệu đồng một chiếc i10 2016, xe thì cam kết cho anh em zin cả xe, keo chỉ rồi zin không lỗi, máy số cực chất, màu bạc xịn không đổi màu, và con nhất con này thì cực kỳ đẹp cho anh em. Anh em nào mua về chạy dịch vụ con này thì khá là hợp lý để cho anh em có thể chạy. Đấy, với giá chỉ có 285 triệu đồng thôi một chiếc xe Hyundai Grand i10. Đây đang có một chiếc xe 7 chỗ mà giá chỉ có 100 triệu thôi, đó là một chiếc xe Chevrolet Vivante sản xuất năm 2008, số sàn bản đồ,
đăng kiểm tháng 5 năm 2024, máy 2.0, cực kỳ chất cho anh em. Giá chỉ có 100 triệu đồng thôi, 100 triệu đồng thôi bà con nhé. Có Everest 2008 số tự động, máy dầu 32.5. Con này thì đăng kiểm tháng 5 năm 2024, biển Hà Nội. Con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 290 triệu đồng. Một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi, máy dầu 2.5, rất là đẹp cho anh em. Rất là đẹp cho anh em này. Tiếp tục là một chiếc xe, đó là một chiếc xe Toyota Vios 2018 bản E số sàn, màu vàng cát, tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Quảng Ninh. Con này thì để cho anh em đâu đó khoảng 345 triệu đồng. Đăng kiểm tháng 7 năm 2025 bà con nhé. Đăng kiểm tháng 7 năm 2025, số sàn. Tiếp tục là một chiếc Vios G 2019 phiên bản số xa tự động, máy 1.5. Con này đeo tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Thái Bình. Con này thì để cho anh em đâu đó khoảng 450 triệu đồng. Một chiếc Vios G 2019 bản G số tự động, bản G số tự động, với giá 450 triệu đồng, biển Thái Bình, bao rút hồ sơ gốc, bao vận chuyển. Gencha 2009 số sàn, máy của nó là 1.5. Con này là tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, cũng là biển Thái Bình, đăng kiểm mới. Màu trắng được dán tem thể thao khá ổn định, con này để cho anh em đâu đó khoảng 120 triệu đồng. Hyundai Venna 2008 phiên bản số sàn, máy 1.4, hàng nhập khẩu nguyên con, đăng kiểm tháng 7 năm 2024, để cho anh em đâu đó 140 triệu đồng. Số sàn 1.4 nhập khẩu từ trước của Hàn Quốc của con nhé. Forte, đây là một cái mẫu xe mà sánh ngang và có thể hơn dòng xe Toyota Vios nếu như anh em có thể chạy siêu bộ gia đình. Đây là một chiếc Forte 2013 phiên bản số sàn, máy 1.6, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, bản đủ, tư nhân chủ đủ, biển Hà Nam, 90A08330. Con này hiện tại để cho anh em đâu đó khoảng tầm 260 triệu đồng thôi. Tiếp tục là một chiếc xe Mazda 2, Mazda 3 2010, một mẫu Mazda 3 hatchback, một chiếc xe mà 2010, một chủ từ mới, máy của nó là 1.6, đăng kiểm dài, có cửa sổ trời, điều hòa tự động, xe đẹp không lỗi, để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 275 triệu đồng. Hyundai Accent 2015 phiên bản số sàn, bản Blue 1.4 nhập khẩu, bản đủ đấy ạ. Con này thì biển 88A09570, con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 280 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc Accent 2015 số sàn, bản đủ. Daewoo Lancetti Cedric sản xuất năm 2009 số tự động, máy 1.6, tư nhân chính chủ, biển Thái Bình, bản full cửa sổ trời, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, màu đỏ, để cho anh em đâu đó khoảng tầm loanh quanh 200 triệu đồng. Toyota Vios ES 2020 số sàn, biển Thái Bình, biển Nam Định, 18A18874, đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2024. Nếu như các bác là mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì con này khá là hợp lý nhỉ. Để cho anh em đâu đó khoảng tầm 385 triệu đồng. Đấy là 382 triệu đồng thì đúng hơn, 382 triệu đồng tầm đấy, hoặc 308, đời 2020 bản E số sàn. Đấy bà con nhé. Tiếp tục là một chiếc Vios E 2017, con này thì đang đeo biển 15A39071. Con này hiện tại để cho anh em đâu đó khoảng 335 triệu đồng, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Hải Phòng. Một chiếc xe gia đình sử dụng, đời 2017, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ bà con nhé. 335 triệu đồng thôi. Đời 2017. Trong đây thì còn rất nhiều những dòng xe như Morning 2010, cái này sẽ điểm qua cho anh em này. Tiếp tục là một chiếc Morning 2014 số sàn, máy 1.25, xe biển Hải Phòng, đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc bấm biển vào tên thôi, để cho anh em đâu đó 155 triệu đồng, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển hoặc bao giao tên cho anh em nhé. Lên màn hình cam lùi la răng đúc rồi. Đấy. Tiếp tục là một chiếc BYD sản xuất năm 2011 số sàn, máy 1.0, biển Hải 15A38742, và để cho anh em đâu đó khoảng tầm 85 triệu đồng có nhé. Đấy. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Morning 2016 bản SI số sàn, máy của nó là 1.25, biển Hà Nội, con này là một camper, con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 240 triệu đồng. Spark con này thì em nhận cọc rồi. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Morning 2019 phiên bản số sàn, máy 1.25, con này tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Thái Nguyên, để cho anh em đâu đó khoảng 245 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe i10 2019 phiên bản số sàn, máy 1.2, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, tư nhân, một chủ từ mới, biển Hòa Bình, màu trắng ngọc trinh, xe gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Con này để cho anh em đâu đó khoảng 265 triệu đồng một con nhé. Tiếp tục là một chiếc xe i10 2014 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, biển 11 của tỉnh Cao Bằng. Con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 170 triệu đồng một con nhé. 170 triệu đồng.
Vâng, tiếp tục lại là một chiếc i10 mà gần như là toàn dịch vụ ra thôi. Đấy, con i10 hai con 170 con này thì nó gần như là dịch vụ ra rất là nhiều. Gọi taxi ra con này thì đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024. i10 2014 bản Pay. Con này thì biển Thái Bình, tên tư nhân. Con này để cho anh em đâu đó 160 triệu con nhá. 160 triệu. Morning 2016 con này thì đang đeo biển 17A18662. Sản xuất năm 2016, tư nhân chính chủ biển Thái Bình. Con này thì cũng qua dịch vụ để cho anh em đâu đó khoảng 185 triệu đồng thôi. Tiếp tục là một chiếc Spark van 2 chỗ ngồi đời 2011, số tự động form mới, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển Hải Phòng. Có để cho anh em đâu đó khoảng 120 triệu có nhé, 120 triệu. Tiếp tục là Spark 2009, con này thì biển 29A040062. Con này để cho anh em loanh quanh khoảng đâu 60 mấy triệu thôi, đời 2009 6 mấy triệu. Morning 2016, số sàn máy của nó là 1.25, biển Hải Phòng, màu đỏ. Con này để cho anh em đâu đó mà 180 triệu đồng. Morning SI 2016 bản đủ, số sàn, tư nhân chính chủ, biển Ninh Bình, không có khoan đục taxi gì. Đây để cho anh em đâu đó là 225 triệu đồng thôi, một chiếc Morning 2016 bản C. Tiếp tục là một chiếc xe rất là đẹp cho anh em, đó là một chiếc Morning 2007 với cái tầm giá rất là rẻ. Con này biển Hà Nội 207, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 85 triệu đồng một chiếc Morning số sàn nhập khẩu nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Spark 2010 màu đỏ, biển 19A15015016. Con này để cho anh em đâu đó 75 triệu, không khoan đục taxi gì, đăng kiểm tháng 6 năm 2024. Một chiếc xe khá là đẹp cho anh em nhé, đời 2010. Ở đây em đang có một chiếc Morning 2016 số sàn, con này thì cũng taxi ra, máy 1.25. con này để cho anh em 175 triệu đồng hết chân tiền. Xe thì cũng dọn dẹp rửa ráy một cách rất là sạch sẽ cho anh em. Nội thất thì khá là đẹp luôn, màn hình Android đăng kiểm mới tháng 5 năm 2024. Vâng, để cho anh em đâu đó có 175 triệu đồng. Bà con nào thích cái chiếc Morning 2016 số sàn, biển Hải Phòng, tư nhân, đăng kiểm dài, xe đẹp không lỗi nhé anh em nhé. i10, con này là i10 2014 số sàn, máy của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Con này thì bản đủ, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, màu trắng xịn, không đổi màu. Đang để cho anh em đâu đó khoảng 215 triệu đồng của con nhé. Rất là đẹp, biển 22A161224. Tiếp tục đây em đang có một chiếc Chevrolet Cruze 2013, con này thì phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6, tư nhân chính chủ, biển Vĩnh Phúc 88A47059. Con này để cho anh em đâu đó khoảng 215 triệu đồng thôi, 2013 số sàn, máy 1.6 nhé. Nissan Sunny 2013 số sàn, máy 1.5. con này cũng là một cái mẫu xe mà các bác có thể mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì khá là ổn định, biển 38 của tỉnh Hà Tĩnh. Con này thì để cho anh em đâu đó khoảng 180 triệu. Anh em đã có một cái chiếc xe thương hiệu của Nhật Bản, máy của nó có 1.5 thôi, anh em có thể đi gia đình chạy dịch vụ thì khá là ổn định và rất là ok cho quý khách hàng và quý bà con của bác nhé. Vâng, tiếp tục thì ở đây em đang có một chiếc xe, rất nhiều những dòng xe khác cho anh em. Tiếp tục đây là một chiếc Hyundai Solanta mà chúng ta đang tiến gần đây. Con này đang đeo biển Hà Nội, số tự động, máy của nó là 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này thì Hyundai Solanta, một cái mẫu xe hạng sang, đẳng cấp doanh nhân, đẳng cấp của những người có tiền trước đây. Còn bây giờ thì thực sự với các bạn, nếu như các bác nào tầm tuổi mà có tuổi rồi, muốn mua một chiếc xe đi câu cá, đi chơi, đi bời, cà phê, cà pháo thì như công việc thì cũng là được hợp lý luôn. Để cho anh em đâu đó khoảng 145 triệu là em quán luôn. Đấy. Tiếp tục là một chiếc xe màu đỏ, đó là một chiếc Chevrolet Aveo đời cao giá rẻ. Con này là 2017, số tự động, máy của nó là 1.4, biển Hà Nội 30A95372. Xe của nó thì cực kỳ đẹp và không lỗi cho anh em. Quay để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 250 triệu, hộp số tự động đời 2017, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Chevrolet Aveo. Xe thì rất là đẹp, cam kết cho anh em không lỗi, máy số zin, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, xe ok cực kỳ luôn. Vios E 2013 phiên bản số sàn, máy 1.5, bản E xịn. Con này thì đăng ký tên tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, biển Hải Dương. Con này tất nhiên thì đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu nhưng không khoan đục taxi gì. Nhưng nếu như chiếc xe mà ở nhà người ta có chạy dịch vụ thì tất nhiên là không thể tránh được. Con này 240 là một chiếc xe Vios E 2013 số sàn bản E, xe gia đình nhé, đẹp luôn.
Tiếp tục là một chiếc xe điện nhập khẩu nguyên con đến từ Hàn Quốc, biển 28A02492 2010, số sàn máy 1.6 nhập khẩu. Một chiếc xe Lancetti còn khá là đẹp và vuông vắn, tròn trịa cho anh em. Con này thì máy của nó cực kỳ chất, chạy cực kỳ đầm, để cho anh em đâu đó khoảng tầm 185 triệu đồng một chiếc xe Daewoo Lancetti 2010. Tiếp tục thì một chiếc Vios 2010. Đó, 2010, nhưng con này thì nó là Vios Limo. Tất nhiên dòng Limo này thì gần như là 100% là những cái dòng xe mà đã có dịch vụ. Đấy, nhưng mà xe của nó thì nó thật là dòng Vios này thì các bạn có chạy càng lâu thì máy càng khỏe và càng chất. Tuy nhiên thì với những dòng xe này nó chạy khá nhiều và giá của nó thì hiện tại bên đang bán có 160 triệu. Đó là một chiếc Vios Limo 2010 bản thiếu taxi ra mà còn nhớ đã về tên tư nhân biển Hải Phòng rồi, chạy khá lâu rồi. 160. Ford Fiesta sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.6. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, đăng kiểm tháng 1 năm 2024. Con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 240 nhá, đời 2011, số tự động, một chiếc xe biển Hải Phòng, một chủ từ mới. Hyundai Accent 2018, con này thì số sàn máy 1.4, biển 88 của tỉnh Vĩnh Phúc, màu vàng đồng, đăng kiểm tháng 12 năm 2023. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là khoảng tầm 375 triệu đồng, có bớt. Tiếp tục là một chiếc Kia Rio, con này thì sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Con này số sàn máy 1.4, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024. Một chiếc Kia Rio khá đẹp cho anh em này, hay để cho anh em đâu đó khoảng 175 triệu đồng, có bớt sâu cho anh em này, số sàn nhập khẩu và đủ. Tiếp tục đây em đang có một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2010. Con này thì cũng số sàn bản Limo, máy 1.5, biển Hải Phòng, tên tư nhân. Quay để cho anh em đâu đó khoảng tầm 160 triệu đồng. Đó, 160 triệu đồng các bạn nhá, 160 triệu đồng một chiếc xe Vios 2010 bản Limo. Vâng, tiếp tục thì ở ngoài này chúng ta sẽ đi ra ngoài, chúng ta quay cho nó ổn định và nó hợp lý hơn nhá. Đây là các quốc lộ 10 này, hướng đi Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, nằm đối diện bên kia là ngôi chùa Cao Linh, một ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng hiện nay nhá. Đây ạ, tiếp tục là một chiếc xe Lancetti nhập khẩu, số sàn 1.6, biển 37, tên tư nhân. Con này thì biển Nghệ An, với giá bán loanh quanh 180 mấy triệu, rồi 85 triệu rồi. Vios G 2014 số sàn số tự động, máy 1.5, tên tư nhân, biển Hải Phòng, bản G xịn. Con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 350 triệu đồng hoặc bớt đi một tí là em bán này. Vios G 2014 nhá. Ford Laser 2002, số sàn máy của nó là 1.8, bản đủ xe gia đình sử dụng, tư nhân, một chủ từ mới, với giá khoảng đâu đó 109 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2008, số tự động, máy 2.0, tư nhân, biển Hà Nội, quay để cho anh em đúng là 245 triệu đồng mà còn nhá. Ở đây thì em có một chiếc xe mới về, đó là một chiếc Vios E 2015, phiên bản số sàn, biển Hải Phòng, 15A51272, đăng kiểm mới, xe đẹp không lỗ. Con này để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 272 triệu đồng. Đấy, 272 triệu đồng nhé. Đấy, loanh quanh 272 triệu đồng mà con nhé. Một chiếc Vios E 2015 số sàn tự nhiên, xe đẹp không lỗi, máy zin, keo chỉ zin hết mà con nhé. Xe cực kỳ đẹp luôn, trang bị khá nhiều những cái option cũng như là những cái đồ chơi. Tiếp tục là một chiếc i10 2015, phiên bản số sàn, bản sedan hai đầu. Con này đang đeo biển 88A10074, để cho anh em con này 210 triệu đồng, 201 có nhé, 215 bản đủ, bản thiếu xe gia đình, bản thiếu quên xe gia đình, bản thiếu xe dịch vụ ra, hai đầu 1.2 nhập khẩu nói luôn. Civic 2007 số sàn, máy của nó là Civic 2007 số tự động, máy 2.0. Con này thì con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá loanh quanh khoảng tầm là 230 triệu đồng thôi. Đấy, CDX này, con này thì CDX 2008 giá 189 triệu này, 2008 nhá, số tự động 1.6, 189 triệu thôi. Bullitt, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Trung Quốc, loanh quanh đâu đó khoảng tầm 100 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc Bullitt X-Trailer 2009 nhá, số tự động 1.8 này. Hay là Gentra nhập, con này là Gentra nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, con này thì sản xuất năm 2010, máy 1.2, con này thì tên tư nhân chính chủ, biển Bắc Linh, này để cho anh em đâu đó khoảng tầm 150 triệu. Ở đây em đang có Hyundai Avante, hai con này, một con 212 và một con 211. Con 212 này em đang bán loanh quanh 292 triệu đồng,
đời 2012 số tự động 1.6 siêu tiết kiệm nhiên liệu, biển số cũng khá đẹp của tỉnh thành phố Hà Nội. Còn con này thì máy 2.0 bán tầm 289 triệu đồng bà con nhé, 2011. Tiếp tục thì đây em đang có cho anh em một chiếc K3. K3 thì 2014, con này thì 2014, K3 này thì hiện tại bên em đang bán lên quanh hơn 300. Hơn 300 bà con nhé, hơn 300 tí thôi. K3 2014 số tự động máy 2.0. Và con này là Vios G 2019 số tự động, máy của nó là 1.5 bản G Sit, con này để cho anh em 450 triệu đồng. Tóm lại thì vừa rồi Tuấn Anh đã giới thiệu cho anh em tất tật những cái mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng bên em. Vậy quý khách hàng và quý bà con các chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về những cái dàn xe bên em thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971258863. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.